khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan khóa, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Các bình luận viên Doãn Hữu Bình và Phạm Thanh Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trận cờ vòng 1/16 vòng chung kết khu vực miền Bắc giải đấu chạm cờ đất Việt năm 2015 giữa hai kỳ thủ Lại Tuấn Anh thuộc đơn vị Nhím Cà Phê và Vũ Hữu Cường của câu lạc bộ Quang Trung. Trận đấu được sự điều hành bởi trọng tài Đinh Quang Dũng, diễn ra trong thủy đình trên hồ sen đầm trị Hồ Tây, thủ đô Hà Nội. Ở kết quả bốc thăm trước trận đấu thì kỳ thủ Lại Tuấn Anh mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Vũ Hữu Cường mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Any France Việt Nam, công ty Carotech, The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà hàng xe Đầm Trị. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu này giữa hai kỳ thủ hết sức quen thuộc với nhau, cả hai anh đều thi đấu trong đội tuyển của thủ đô Hà Nội và được đều đánh giá là có lối chơi công sát rất là gay cấn. Và chúng ta với trận chọn phá được lựa chọn thì chúng ta rất hy vọng những bắn nước đầu rất hay sẽ xảy ra. Bây giờ sau khoảng 6 nước đi thì kỳ thủ Vũ Hữu Cường cầm quân xanh đi sau thì mới bắt đầu chơi nước xe 1-1 và chuyển sang lộ 6 để phối hợp cùng với quân pháo để quấy rối trận địa của đối phương. Có lẽ là anh Trường sẽ đi xe 1-3. Thông thường thì ở bên đỏ sẽ tiếp tục là bình 3 hoặc là anh Linh một con sĩ trước cũng là một nước đi một lựa chọn tốt, bởi vì nếu không thì bên xanh có thể sẽ có nước xe 6-6 để uy hiếp quân pháo ở lộ 2. Bây giờ mới là xe 1-3. Pháo 5-1, một pha đón tao vòng trước của danh thủ Vũ Cường. Con mã 2 của đỏ hiện đang nhòm top 7 của Vũ Cường, và nếu như mà mã 3, mã 2, tấn 3 ăn xuống thì sẽ đe dọa con pháo 5 rất là mạnh của Vũ Cường. Do vậy bên xanh quyết định đi pháo 5, pháo 1. Chúng ta có thể thấy đây là một cái nước cờ chúng tôi gọi là nước cờ nguội, tức là chưa vội thể hiện cái tư tưởng chiến thuật một cách rõ ràng, và đi trước một nước để phòng trước cái hướng đánh của đối phương, đồng thời tạo một cái tâm lý bối rối cho đối thủ của mình. Ở đây là hai kỳ thủ cùng là các kiện tướng quốc gia. Riêng Lại Tuấn Anh thì đã từng đạt đến danh hiệu là kiện tướng quốc tế và từng tham gia đội tuyển quốc gia ở cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên có một cái điều khá đặc biệt là khi mà tham gia vòng loại chạm cờ Quý Tỵ năm 2013 thì cả hai kỳ thủ này đều không qua được vòng đấu loại. Đấy là một cái giải đấu và một cái kỷ niệm buồn đối với cả Lại Tuấn Anh và Vũ Hữu Cường. Đây được đánh giá là trận cầu đinh của vòng 1/16. Rồi sau khi mà bị loại ở vòng chạm cờ Quý Tỵ thì hai anh rất quyết tâm và đã đạt được thành tích là lọt vào top 32 của khu vực phía Bắc. Nhưng mà ngay trận đấu đầu tiên thì hai kỳ thủy thủ nổi tiếng này đã phải gặp nhau. Và đây là được đánh giá bên cạnh trận Đào Cao Khoa cùng danh thủ Phạm Quốc Hương là hai trận cầu rất đáng chú ý tại vòng 1 của giải đấu. Cái năm 2010 khi anh Vũ Hữu Cường đạt thành tích cao thì hai anh có một cái trận chấn ra chi bảo, đó là đi tiên trung thất binh, pháo đầu trung thất binh và đi hậu thận pháo chậm ra xe. Và đây là một cái trận mà anh Cường nghiên cứu rất kỹ. Vâng, vừa rồi là nước binh 5-1, anh Bình nghĩ sao về phương án này?
Tôi nghĩ đây cũng là một cái nước tấn công mạnh, bởi vì tấn công thẳng vào trung lộ của đối thủ. Dường như lại Tuấn Anh cũng đã nhìn thấy cái hướng là Vũ Hữu Cường có thể dùng bình con pháo ở lộ 5 ra, và khi đấy anh tấn con binh 5 lên. Và đấy là một cái giống như một cái lời thách thức, là nếu như anh bình con pháo ra thì tôi có thể tấn công thẳng vào trung lộ của anh. Tôi thì tôi lại không có rất hết sức đồng tình với anh Bình, tuy nhiên có một chút điều chỉnh với quan điểm của tôi. Vì khi mà thúc binh 5 lên này thì xe ấn lên hàng tốt của bên xanh sẽ rất là mạnh phối hợp bên pháo, đe dọa pháo biên, và xe này sẽ hết sức lợi thế. Do vậy và quan điểm là cái nước này của anh Trường có thể nói là nước đi hết sức tiềm mật. Nếu anh Trường xử lý khéo léo thì nó sẽ là nước rất mạnh. Nhưng nếu có một phương án nào có hơi sai lầm thì sẽ phải trả giá rất đắt. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, rõ ràng thì chúng ta sẽ để hướng đánh ở bên đỏ sẽ chọn hướng trung lộ và hướng đường 3. Khi xe một bình 3 lên đứng cái đầu tốt này sẽ rất nhiều khả năng sẽ đi binh 3 tấn 1, tốt 3 tấn 1. Khi tốt 3 tấn 1 thì mã 2 đang bắt xe của đối phương và sẽ đe dọa được con mã yêu bên này. Chúng ta có thể nhìn rõ ràng với thế trận đột phá thì hai bên đều chưa lên tựa, cho nên là vị trí tốt là rất nguy hiểm. Kỳ thủ Lại Tuấn Anh còn có một tên khác được gọi là kỳ thủ Lại Việt Trường. Sau khi chúng tôi hỏi kỹ thì anh nói rằng anh có hai chứng minh thư. Tốt 3 tấn 1. Đến nay bên xanh có một lựa chọn là có ăn con pháo hay không, hay là đi một nước nào khác? Tôi nghĩ là nên ăn ngay. Chấp nhận yếu cánh mã. Bởi vì nếu không ăn thì cũng không thể làm thế nào mà ngăn cản tốt xuống cả. Xe 8 tấn 1. Bên xanh ăn trước pháo. Như vậy là bên đỏ đã mất một quân trước, và liệu anh có lập tức là dùng mã 4 tấn 3 là ăn lại con mã hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ở trong cờ tướng thì các kỳ thủ thường có những cái phương án gọi nôm na là bỏ trước và lấy lại sau. Ở trong cái chương trình hình cờ cụ thể này thì Lại Tuấn Anh đã mất trước một quân. Nhưng mà hiện nay rõ ràng nếu cần thì anh có thể lấy lại ngay quân, nhưng cũng có thể anh lựa chọn một cái phương án khác là lấy quân sau bằng cách là đi một nước khác tăng cường cái uy lực. Ví dụ ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái hình cờ của bên xanh tạm thời quân xe chưa xuất ra, và ở vị trí con mã 7 lại yếu, và bên đỏ thì đang có thế tấn công của trung lộ, và các vị trí xe thì đều rất là tích cực. Tức là tạm thời mất quân nhưng mà cái thế tấn công của bên đỏ rất là mạnh. Vâng, nói như anh Bình rất chính xác, nếu bây giờ dùng mã ăn mã ngay thì là bỏ trước đoạt sau, còn nếu mà đi một nước khác thì sẽ là bỏ cây lấy tiên. Vâng, đúng rồi. Bỏ cây lấy thế công. Trong một trận đấu của chúng ta thì mỗi kỳ thủ chỉ có 25 phút cho một ván đấu của mình, và khi nhìn vào đồng hồ các bạn có thể thấy rõ ràng là bên xanh đang có ưu thế rất lớn. Vâng, xe 3 tấn 2 bắt pháo. Như vậy sau cái nước đi này thì bên đỏ có hai lựa chọn, một là tấn công vào pháo, hai tấn công vào mã, buộc bên xanh phải lựa chọn là chạy mã hay chạy pháo. Nước đi này thì theo tôi nghĩ là một nước đi có vẻ là không được hay lắm của anh Lại Tuấn Anh, bởi vì là tôi có thể đi tốt 3 tấn 1 để giữ con pháo này. Và hình cờ thì rõ ràng thì anh Tuấn Anh vẫn phải khai thác ở con mã yếu của đối phương, thì như thế này là rõ ràng Tuấn Anh tạo cơ hội cho đối thủ của mình đi thêm để nó tốt. Và nếu mà con cờ chuyển toàn thì hết sức nguy hiểm. Tốt 3 tấn 1. Đến đây thì Lại Tuấn Anh tôi nghĩ là phải lựa chọn phương án ăn lại mã rồi. Bên đỏ thì đang tạm thời có con đỏ, con tốt ở lộ 3 tràn sang sông của đối phương. Nhưng mà tới đây thì bên xanh cũng hoàn toàn có thể ăn lại con tốt đó. Để nói là có bù đắp, bên xanh cũng có tốt sang. Điểm yếu của bên xanh hiện đang là con xe 9 này, chưa được đưa ra mặt trận.
và có nên chăng thì tôi đang nhìn con mã 3 của đối phương đang nhìn vào pháo 5 của bên xanh. Nếu như mà để mất con pháo 5 này, nếu mà để đến bên đỏ tiếp tục đổi cây thì hệ thống trung lộ của bên xanh sẽ hết sức nguy hiểm. Và chúng ta hãy chờ xem là danh chủ Vũ Hữu Cường sẽ xử lý như thế nào. Bởi vì nếu mà đổi cây như thế này thì ván đấu sẽ dễ diễn ra về ưu thế cho bên đỏ và bên xanh sẽ phải đỡ hoàn nếu như để mất con pháo này. Bên xanh có thể không tạm thời thì chưa phải lo lắm. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà mã ăn xuống pháo thì bên đỏ sẽ có một nước liên sĩ và lúc đấy thì trung lộ bên xanh được. Bên xanh sẽ có một nước liên sĩ và lúc đấy trung lộ sẽ được lại được củng cố. Tuy nhiên là rõ ràng là nhìn thấy cái dọc trục pháo mã này sẽ được con xe kia khống chế. Như vậy thì cái khả năng giành thắng lợi của bên xanh là không nhiều. Tạm thời thì cái hình thế này cũng rất là khó phán đoán vì các cái quân của hai bên đều nằm ở vị trí chiến đấu. Chỉ có bên xanh có một cái nhược điểm là con xe ở độ 9 tương đối lấp và chỉ có duy nhất một cái nước là xe 9 tiến 2 là có thể là rời được con ra được con xe ấy thôi. Trong khi bên đỏ thì hiện nay vẫn duy trì cái thế hai xe đứng ở vị trí cả xe đứng ở vị trí đẹp. Cường là quyết định dùng tốt đổi tốt ăn triệt ngay cái con tốt qua sông của đối thủ. Tôi xin nhắc lại với các bạn, đây là trận đấu đầu tiên của vòng 1/16 khu vực phía Bắc. Theo điều lệ của giải đấu thì chúng ta sẽ có 3 vòng loại trải dài thành 3 khu vực Bắc Trung Nam và mỗi vòng loại sẽ có 32 kỳ thủ tham gia thi đấu ở vòng loại thứ hai và sẽ chọn ra duy nhất 2 kỳ thủ để thi đấu vòng chung kết toàn quốc. Xe 34. Đây là một cái nước gọi là tranh nước tiên thì nhắm vào con sĩ yếu của đối thủ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nên suy tính một cái nước là nếu như ban nãy bên đỏ không đi xe 3 bình 4 mà xe 3 tiến 2 thì bên xanh sẽ đối phó như thế nào. Theo tôi nếu như xe 3 tiến 2 thì có thể bên xanh sẽ lập tức là treo tượng và uy hiếp cái con xe đó. Và nếu xe chạy dọc thì tiếp tục là pháo 5 bình 7 uy hiếp xe một lần nữa. Mã chạy thì tiếp tục xe 9 bình 7 dọa vật tướng tượng, tức là liên tục tranh nước tiên. Thì rõ ràng là bên xanh bên đỏ đã không ăn số con tốt để vâng cái nếu nói như anh Bình, nếu mà bên đỏ tham ăn một chút thì sẽ hết sức là nguy hiểm. Ở nước cờ này có thể nước cờ lão luyện của anh Lại Tuấn Anh. Đến đây thì chúng ta thấy rõ ràng có hai phương án. Phương án thứ nhất là tượng 7 tấn 5 để dùng xe giữ sĩ. Phương án thứ hai là pháo 5 bình 7 để ngăn cản lại lộ mã. Thì pháo 5 bình 7 thì nhiều khả năng xe của đỏ sẽ ấn xuống để bắt con pháo đó. Tất nhiên là bên xe sẽ có nhiều phương án đối chặn lại. Tuy nhiên là nếu mà bình ổn thì tượng 7 tấn 5 chấp nhận đôi công thì là pháo 5 bình 7. Pháo 5 bình 7 thì cản con mã và vừa có bị nguy cơ thì con xe tiến bắt vừa tạo cơ hội cho con tốt 5 của đối phương tiến sang. Tuy nhiên là anh Hồng Hữu Cường thì anh luôn là một người ưa chuộng lối chơi tấn công, lối chơi tấn công. Mà lối chơi tấn công mà không chấp nhận mạo hiểm thì không bao giờ là lối chơi tấn công cả. Vâng, pháo 5 bình 7. Anh đã quyết định thì là chọn một cái đi đối công quyết liệt. Trong cờ tướng thì thông thường các kỳ thủ chia làm các nhà chuyên môn và lý thuyết cờ tướng chia ván cờ làm 3 giai đoạn. Giai đoạn khai cuộc, giai đoạn trung cuộc và giai đoạn phần đàn cuộc. Sau đây là hình cờ giai đoạn là giữa trung cuộc. Và những nước đi trong thời điểm này là cực kỳ quan trọng để quyết định thắng thua cho ván đấu. Và do vậy không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta cảm thấy các kỳ thủ sử dụng rất nhiều thời gian vào những nước đi này. Nếu như bên xanh đi xe 9 đến 2 bắt ngựa thì cực kỳ nguy hiểm bởi con ngựa này sẽ không thể chạy được. Không, bên chúng ta hãy nhớ lại, hãy nhìn lại hình cờ là khi tốt 5 tấn 1 và xe 9 tấn 2 thì tiếp tục tốt 5 tấn 1 chiếu tướng. Vâng, chính xác. Phải lên sĩ thì tốt 5 bình 4 lại tiếp tục chiếu tướng. Chính xác. Và sau đấy là con tốt sẽ dùng con tốt để giữ quân mã. Anh Lại Tuấn Anh đã không chọn phương án như nhà chuyên môn chọn như Bình mà chọn phương án xe 4 tấn 5. Đây rõ ràng là chúng ta thấy là tấn để bắt pháo ngay. Bắt pháo ngay thì pháo không chạy được rồi, nếu chạy thì sẽ bị chiến sĩ bắt cục.
Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Các bạn để ý là hình cờ này thì bên đỏ đang có ưu thế rất mạnh về trung lộ. Tuy nhiên, bên xanh đang ngầm phản đòn bằng con vị khí tượng 3 rất yếu của bên đỏ. Đúng rồi. Và cái nước pháo 5 bình 7 của anh Cường tiềm ẩn cho cái điểm đánh từ rất xa. Cách đây vài nước mà chúng ta đang cần theo dõi. Chúng ta thấy đấy là một cái nước mà nôm na là vừa đánh vừa đỡ, vừa chặn cái con mã nhưng mà đồng thời là cũng níu con mã này, không cho nó rời ra khỏi cái lộ đấy, nó không sẽ vặn xuống. Vâng, xe 9-2. Các bạn có lẽ là sẽ thấy một vài người nhìn thoáng qua sẽ thấy là nếu bây giờ xe 4 bình 3 ăn pháo thì sẽ ăn được lợn cây và xe vẫn đang giữ mã. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu xe 4 bình 3 ăn pháo thì bên xanh sẽ không ăn pháo 3 bình 7. Bắt lại cây và đang tiềm ẩn đòn rất nguy hiểm là xe 8 bình 7 bắt tượng, phát cục. Và đây là một nước cờ mà hết sức hay của hai kỳ thủ. Chúng ta thấy là khi mà anh Lại Tuấn Anh quyết định tấn xe bắt pháo, là không biết là anh đã tính những cái đường phản công của bên xanh hay chưa. Thì bên xanh như tôi còn đã nói là chúng ta thấy bên xanh nếu như mà con pháo ở lộ 3 mà không bị ngăn chặn nữa thì nó có thể phối hợp với con xe ở lộ 8 và trở nên là cái đòn phản công khá mạnh, phản kích vào cái đường 3 con tự yếu của đối phương. Như chúng tôi đã phân tích trước trận đấu thì hai kỳ thủ này được đánh giá của giới chuyên môn là trình độ tương đồng với nhau. Họ đều là kỳ thủ chủ lực cờ đội cờ tướng Hà Nội và đạt được ngôi vô địch đồng đội toàn quốc. Một cái giải đấu mà sau vài chục năm mà đội cờ Hà Nội mới đạt được, và công chính thuộc về anh Lại Tuấn Anh và anh Vũ Đức Cường. Ngày hôm nay hai họ là đồng đội gặp nhau ở hai đầu tiền tuyến. Cả hai đều ưa thích lối chơi tấn công và không lạ gì nếu như cả hai đều chọn lối chơi cực kỳ liều lĩnh. Và đấy là cái hấp dẫn của trận đấu này, đấy là cái mà khán giả chờ đợi. Vâng, xe 4, bình 3, ăn pháo. Rất chính xác, pháo 3, bình 7. Tôi như dự đoán hơn, tới đây là bên xanh bình pháo ngăn và bắt lại con mã ở lộ 3 của Lại Tuấn Anh. Hiện nay bàn cờ rõ ràng là trung lộ của bên xanh có điểm yếu và cánh phải của bên đỏ có điểm yếu. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì nếu chuyển tàn thì anh Bình nghĩ sao với con tốt 3 và tốt 7 của xanh đang cực kỳ nguy hiểm, không ai cản lại. Và nếu bàn cờ này chuyển tàn, nếu kết thúc được ở trung cuộc thì sẽ rất nguy hiểm cho bên đỏ. Thực ra đây vẫn là hình cờ trung cuộc và đối công rất là quyết liệt. Từ đây bên đỏ tôi nghĩ rằng là vẫn nên chơi tốt 5-1. Phải cấp công. Vẫn là phải cấp công. Vẫn phải tấn công. Ý tôi muốn nói là cái ván cờ này mà đánh nó không được tích cực đi một chút ấy, thì về tàn, đường xa thì về tàn này sẽ rất nhiều. Đó là chúng ta thấy bên đỏ đã rất là táo bạo khi mà thả một con pháo của đối phương tự do chạy ở cái đường thứ 3 của mình. Thì bây giờ thì rõ ràng cái vị trí, cái điểm yếu của bên xanh vẫn là trung lộ. Và nếu như bên đỏ không tiếp tục tấn công vào trung lộ thì sẽ bị chậm nhịp. Lúc đấy bên xanh lại có nhiều cái đường phản công. Thời bên đỏ chỉ có 12 phút cho ván đấu và bên xanh có 17 phút. Và đây là một ưu thế cực kỳ lớn ở trong một ván cờ. Thông thường một giải đấu cờ tiêu chuẩn chúng ta có 60 phút và cứ đi một nước đi được cộng thêm tích lũy 30 giây. Và vì một số lý do mà giải đặc biệt của giải chặng tròn đất Việt của chúng ta là chọn cái thời gian cho mỗi bên là 25 phút. Và cái thời gian này sẽ buộc các kỳ thủ phải xử lý các nước đi hết sức nhanh nhạy và nó sẽ đem lại nhiều sai lầm hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc các cái trận đấu nó sẽ sôi động hơn và sẽ rất được đáng chú ý hơn. Quỹ thời gian 25 phút cho mỗi kỳ thủ thì trong giới chuyên môn gọi đấy là cái thời gian của cờ nhanh tiêu chuẩn, là mỗi bên sẽ sử dụng 25 phút. Và thực ra cờ nhanh thì có nhiều cái phương án lựa chọn thời gian khác nhau. Ví dụ người ta có thể lựa chọn 20 phút và có tích lũy sau mỗi nước đi thì tích lũy 3-5 giây, thì cũng là một cái cách lựa chọn về thời gian cho cái loại cờ nhanh. Còn nếu cờ nhanh mà 25 phút nhưng không có tích lũy thời gian sau mỗi nước đi thì cũng đồng nghĩa với việc là càng về sau khi mà cái thời gian của trận đấu nó cạn đi thì lúc đấy các kỳ thủ buộc phải đi rất nhanh vì có cái nguy cơ là bị dụng kim.
Thể lệ của cái giải đấu này, nếu như trong ván đấu này kết thúc với tỷ số hòa, hai bên sẽ lập tức đổi màu quân và thi đấu với nhau, và lúc đó mỗi bên đi trước sẽ có 6 phút và bên đi sau sẽ có 4 phút. Mỗi nước đi được tích lũy 3 giây, và nhưng tuy nhiên bên đi trước buộc phải chấp hòa bên đi sau. Thực ra tôi cũng xin nhắc lại là cách đây 2 năm ở tại sân chơi Trạm Cờ Quý Thị thì chúng ta đã áp dụng cái thể thức là cờ chớp, nhưng mà ở thời điểm đấy thì chúng ta vẫn áp dụng một cái hình thức chơi là bên đi tiên phải sử dụng 6 phút, bên đi hậu là 5 phút và bên đi tiên chấp hòa. Thế ở trong cái trường hợp đấy thì dễ rất nhiều ván đấu là dẫn tới cái trường hợp là bên đi hậu bị dụng kim và bị luôn luôn bị kém phút, và khi mà hai bên đi đều nhau thì bên đi hậu sẽ bị thua vì giờ. Nhưng mà hiện nay thì với cái thể thức là được cộng giờ sau mỗi nước đi thì cái việc mà cái nguy cơ bị thua vì dụng kim sẽ ít đi, sẽ bớt đi, trận đấu sẽ diễn ra hay hơn. Vâng, bên cạnh các cái điều chỉnh hết sức tích cực của Trận Cờ Đất Việt 2015 thì việc điều chỉnh thời gian này được giới chuyên môn đánh giá là một trong những quyết định có thể nói là hết sức thấu đáo của ban chuyên môn cũng như ban tổ chức. Đến bây giờ thì như anh Lại Tuấn Anh đã quyết định đi top 5 tấn 1, chúng ta bám sát vào những bên trận đấu. Theo như đề xuất của anh Doãn Hữu Bình, tôi nghĩ đấy là nước bọn nước gần như tất yếu phải đi trong cái hình cầu này. Khi mà Tuấn Mã đã nguy cơ bị mất lại rồi và không tấn công trung lộ nữa thì dường như các cái đường đánh đều bị chặn. Ở đây thì rõ ràng bên xanh phải lựa chọn hai phương án, một là lên sĩ để củng cố trung lộ, hai là ăn con mã ngay. Lên sĩ ở đây là lên sĩ nào? Đấy. Rất là cần phải cân nhắc. Đúng rồi. Theo tôi là anh Cường nên đi xe 97 ăn mã ngay. Đấy, bây giờ nếu tốt 5 tới 1 chiếu thì lên sĩ. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nhá, chúng ta cũng phải lưu ý là dùng quân pháo ăn mã hay dùng quân xe ăn mã cũng là một cái tính toán. Vì nếu dùng pháo ăn mã thì dùng pháo uy hiếp trực tiếp quân tượng ngay. Nhưng mà chúng ta phải thấy là tốt 5 tiến 1 chiếu tướng, ngày sau đấy tốt 5 rẽ ra chiếu tướng rồi lại tiếp tục vào pháo, rất nguy hiểm. Là một hướng phản công. Nhưng nhìn thì có vẻ như bên xanh đang nhòm quân tượng, nhưng mà thực ra là còn tốt 5 ở rất xa nhưng mà lại đi được một nước mấy nước liên tục rồi. Theo tôi là vẫn nên chọn phương án xe 97, tại vì nếu mà pháo 7 pháo 4 thì như anh Bình đã phân tích, tốt 5 tấn 1 chiếu tướng buộc lên sĩ, tốt 5 bình 4 chiếu tướng tiếp buộc phải lên tượng hoặc xuất tướng thì sẽ bị tốt 4 bình 3 che mất con pháo 7 mặt, và khi đó hình cờ thì sẽ rất nguy hiểm cho bên xanh. Tôi xin được chia sẻ một chi tiết hết sức thú vị là cái giải đấu của chúng ta hấp dẫn đến mức độ mà anh Lại Tuấn Anh hoàn toàn đủ điều kiện để chơi trong vòng loại miền Nam. Tuy nhiên anh đang ở Sài Gòn mà thấy anh em miền Bắc chơi vòng loại và anh đã không thể chịu đựng được và đã đặt vé máy bay cứu hồi ra đây để chơi. Theo như lời anh chia sẻ với tôi, thứ nhất là ra để thăm anh em bạn bè tại Hà Nội, thứ hai là anh cảm thấy là không thể chịu đựng nổi bởi vì cái sự hấp dẫn rất lớn của giải đấu này, cực kỳ sôi động. Và qua rất nhiều khó khăn thì Trận Cờ 2014 đã không đến được với quý khán giả, và bởi vì rất nhiều nỗ lực của ban tổ chức, sự giúp đỡ của các nhà tài trợ thì Trận Cờ 2015 đến với chúng ta. Và tôi hy vọng rằng bên cạnh việc chia sẻ sự mừng vui đến với quý vị khán giả thì mong rằng tất cả mọi người hãy cùng ủng hộ cho giải đấu. Như vậy là thay vì lên sĩ thì anh Vũ Hữu Cường đã quyết định là ăn lại ngay quân cung ngựa. Tới đây tôi nghĩ rằng bên đỏ không nên đổi xe. Nhưng mà đang rất tế nhị thì anh Bình. Yeah. Bây giờ anh chọn phương án nào? Tôi nghĩ nên rời con xe đi và chưa vội ăn tốt số chiếu thì con xe chạy ngay sang bên bảy thì phối hợp. Lúc đấy là làm nước đi mạnh hơn. Tại vì bây giờ nếu như ăn tốt xuống chiếu lập tức bên xanh sẽ lên sĩ và con xe không còn cơ hội chạy sang. Cái nhìn rất sâu sắc của anh Bình, tôi lưu ý là nếu tốt 5 tấn 1 thì lên sĩ. Bên xanh có một phương án thứ nhất là lên sĩ. Yeah. Nhưng phương án tuyệt hay là có thể chúng ta có thể thấy là lúc đấy bên xanh có thể dùng xe chặn và pháo xe 8 bình 5 ăn pháo ngay, ăn pháo là triệt tiêu cái nước chiếu tướng ngay. Và nếu đi được nước cờ đấy thì tôi cho rằng là chúng ta hãy cùng bàn sâu đi một chút, nếu xe 8 bình 5 nếu tượng ăn lên thì xe 7 pháo 1 ăn giật về ăn hết một xe đủ lấy xe pháo là chắc chắn thắng. Còn nếu bên kia
đi xe 3 khoái 1 ăn xe thì xe 5 lập tức bình 7 sát cục và pháo sẽ quật về và sẽ dẫn đến chiến thắng. Cho nên ở đây một nước cờ cực kỳ nguy hiểm dành cho bên đỏ. Vâng, anh Lại Tuấn Anh đã quyết định đi nước cực kỳ sai lầm. Tốt 5 tấn 1 chiếu tướng, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem danh thủ Vũ Cường có khai thác nước cờ này không. Anh chọn phương án nào? Có một phương án chắc chắn ngay là xe 8 Vĩnh Nam, và phương án không chắc chắn là xe 4 Vĩnh Nam. Nhưng cũng phải chia sẻ là nếu như anh Cường mà không chọn được phương án đúng thì cũng hết sức trầm cảm, bởi vì là việc ngồi chơi một ván cờ trước sự chứng kiến của rất đông đảo khán giả nó hoàn toàn khác với việc ngồi trên cabin bình luận của chúng tôi. Chúng ta cần nhớ rằng là khi mà các kỳ thủ ngồi ở trong thủy đình, còn dù trong một cái thủy đình rất là đẹp, rất thơ mộng, ở giữa một cái đầm sen cũng rất đẹp, thế nhưng mà trong một cái bầu không khí tương đối nóng của những ngày hè miền Bắc thì rõ ràng là các kỳ thủ cũng rất khó để mà tập trung được trong cái tâm trạng. Và sức nóng của ngoài trời đã ảnh hưởng đến các kỳ thủ. Tuy nhiên sức nóng từ nội tâm, sức nóng của những quý vị khán giả, sức nóng của người hâm mộ và sức nóng từ ban đầu mới thật sự là sức nóng. Tôi nghĩ là khi các kỳ thủ mà đã chấp bước tham gia cuộc chơi này là họ chấp nhận toàn bộ sức nóng rồi. Cái sức nóng từ chính chiếc ghế mà họ đang ngồi. Nước cờ có thể nói là bỏ qua cơ hội lớn giành chiến thắng của anh Vũ Hữu Cường. Chúng ta vừa mới chia sẻ với các kỳ thủ về việc là cái có khả năng là họ để sót nước. Bên đỏ đã sót nước khi mà ăn tốt xuống chiêu tướng. Nhưng mà ngược lại thì bên xanh cũng không nhìn ra cái nước rất là khó ăn lại cây. Vì rõ ràng là đây là một điều rất bình thường thôi. Mặc dù các kỳ thủ đều là người thi đấu với các giải quốc gia rất là nhiều. Tôi vừa thấy anh Lại Tuấn Anh là đưa cái mũ của cái khu vực đầu mình cúi trước ban cờ, rõ ràng hình như là một sự thở phào nhẹ nhõm. Thì bởi vì ở trình độ rất cao các anh thì sau khi đi nước hờ anh sẽ phát hiện ra ngay. Xe 3, bình 4. Nếu ăn về xe thì sao? Xe về sao thì pháo 7, phái 4 sát tượng, tượng buộc phải cất lên sẽ mất tượng. Và hai tốt, tốt 3, tốt 7 sẽ sẵn xong là thua dần luôn, thua ngay tức thì. Cái nước chạy xe của anh Lại Tuấn Anh cũng rất là hợp lý hình thường này thôi. Thì rõ ràng nếu như ăn xe thì sẽ bị bên xanh cướp tiên liên tục. Thì anh chạy xe và nước tiếp theo thì theo tôi là chuẩn bị bình tốt chiếu tướng. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Nếu mà bình 4 thì sẽ kết hợp với xe, còn nếu mà bình 6 thì sẽ đe dọa con mã. Tấn công trực tiếp vào con mã. Cho trực tiếp vào con mã. Vấn đề là bây giờ bên xanh sẽ đáp trả như thế nào sau nước của chạy xe của Lại Tuấn Anh. Kênh sóng của các trận đấu trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh Today TV vào 15 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu và bình luận chuyên môn còn được phát trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và web Thăng Long Thủy Đạo. Kính mời quý vị độc giả đón xem. Thời gian dành cho hai bên, thời gian đang dành cho bên đỏ là 7 phút. Vâng, anh Cường quyết định xe 8 bình 7 bắt tượng. Nước đi có thể nói là tương đối chính xác. Các người bắt cục. Có một câu nói vui
của anh Cường hay trao đổi với tôi. Anh Cường với tôi là huynh đệ. Thì anh Cường có nói rằng là tôi hay trêu anh ấy là tại sao trong các trận đấu anh rất hay ăn tượng của đối phương, tìm cách ăn tượng. Thì anh có nói vui một câu rất là tếu táo là anh là đội săn voi thành phố. Có nghĩa là cứ gì thấy tượng là anh ấy sẽ lập tức tìm cách là ăn ngay. Cái đặc điểm của hệ thống phòng thủ là vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Và chúng ta thấy rõ ràng này, cái hình cờ này thì bên đỏ đang có một cái thất lợi rất là lớn. Chắc chắn là bên đỏ phải chơi C5 tầm 4 rồi. Vâng, nếu mà chạy tượng thì bên xanh ăn ra tượng rồi lại vẫn tiếp tục dọa sọc vào. C5 tầm 4, bỏ tượng. Bên xanh sẽ vật vào chiếu. Buộc rồi. Tiếp tục bên xanh sẽ phải chạy xe. Ở đây có hai, có mấy phương án chạy xe nhưng tôi sẽ nghiêng về phương án giật xe 7 thoái 1. Vâng. Cái nước xe 7 thoái 1 này có những ưu điểm sau. Thứ nhất là có về đường dài để củng cố trung lộ, đe dọa con pháo của đối phương. Thứ hai, hỗ trợ cho tốt mã để tiến xuống tấn công. Thứ tư, quản lý hàng tốt để khi chuyển tàn sẽ dẫn đến ưu thế về tàn cuộc. Một đưa đi có thể nói là rất chính xác của anh thủ của đối phương. Tuy nhiên tới lúc này thì tôi thấy bên đỏ đang có thế tấn công rất mạnh, thì con tốt thì bị bình ra chiếu tướng. Vâng. Còn nếu như bình 6 thì cái sức tấn công sẽ rất mạnh. Bình 6 buộc phải lên tượng và sau đấy là ấn tốt xuống bắt con mã phòng thủ. Cái bình 4 như thế chúng ta thấy là có vẻ là phối hợp với xe nhưng lại là vô tình. Tôi cho rằng là anh Cường sẽ không lên tượng. Bởi vì nếu lên tượng thì chúng ta thể thấy rõ ràng lên tượng thì bên tiên sẽ có những cái phương án giao tốt, thúc tốt đuổi xe bắt tượng. Xe buộc phải chạy chém vào tượng cực kỳ nguy hiểm và khi đó các bạn đến xe 8, nếu xe 8 tấn 8 dọa vào sĩ cực kỳ nguy hiểm. Và tôi cho rằng anh Cường sẽ chọn phương án khác. Có thể là xe 7 bình 5. Tôi thấy nước xe tốt bình 4 không phải nước 2. Nếu tốt bình 6 thì mạnh hơn rất nhiều. Vâng, xe 7. Đấy, nếu tốt bình 6 kể cả xe 7 bình 5 vẫn tiếp tục tốt 6 tấn 1 như nước ngay thì đang rất là mạnh. Bởi vì nếu tôi cho rằng nếu như mà bên đỏ chọn phương án bình 6 thì chưa chắc anh Cường đã dám mạo hiểm xe 7 bình 5. Chúng ta lưu ý là bên đỏ bên xanh bình xe vào ngũ đang có cái phục cái nước là xe 5 tấn 5. Tức ăn hơn pháo. Chính xác. Và đấy là một cái phương án. Nếu như tượng 7 tấn 5 thì pháo sẽ quật sang xe. Đúng rồi. Và mã đương nhiên mã sẽ ăn về. Nhưng mà khi đó thì cái hình cờ là các cái cây chủ lực của bên đỏ sẽ bị rời nhau rất là xa và không kết hợp được. Và chỉ một vài nước sau thì các cây xanh. Và anh Trường chắc chắn phát hiện ra ý đồ của anh Cường và lập tức thoái mã về thủ. Tuy nhiên nếu phân tích về hình cờ thì chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng cái nước xe 5 bình 4 của như anh Bình đã phân tích tốt của anh Bình và tốt 5 thì là không hay. Bởi vì trong cái hình cờ này xe phá mã đều đang ở nhà, là chỉ còn một xe, tức là hệ thống cây liên kết. Đúng rồi. Tốt. Thế đây thì rõ ràng là sau cái nước thoái mã thì thế công của bên đỏ đã bị chậm lại. Đã bị giảm và, đi rất nhiều. Và nó mạnh hay không mạnh, nguy hiểm hay không nguy hiểm ở cái chỗ là nhanh hay không nhanh. Ở đây thì rõ ràng là bên đỏ ban đầu thì có vẻ nhanh nhưng sau đấy thì đã chậm rồi. Lại chậm lại và đã tự làm chậm mình bằng chính cái nước bình tốt ra. Bình tốt ngăn đúng đường xe. Con xe rất quan trong trọng. Trong cái khẩu quyết tấn công của tờ nói chung thì người ta có nói những cái câu là nhanh, mạnh, chính xác. Trong trường hợp này thì anh Trường thì không biết có tính chắc hay không, rõ ràng là không nhanh nữa. Pháo 7 thoái 2, nước đi khi chúng ta thể nhận thấy rõ ràng là nước đi này của anh Cường nhằm bắt buộc bên đỏ phải đấu pháo. Sau khi bên đỏ đấu pháo thì cái lộ 5, cái sự uy hiếp của trung tâm của bên xanh đã bị giảm đi rõ rệt. Và với những ưu thế khi chuyển tàn thì anh Cường sẽ có ưu thế rất lớn. Dường như là anh bên đỏ chuẩn bị đi nước xe 4 bình 3 để bắt tượng. Xe 4 bình 3 bắt tượng thì cũng rất sưng nguy hiểm. Tôi cảm giác như vậy, anh đang để tay ở trên con xe. Vâng, xe 4 3 chính xác. Tôi nghĩ là sẽ là pháo 7 bình 5. Bởi tại vì trông như này thôi nhưng mà anh Trường đang dọa sát tượng và bắt cục đi ạ. Tuy nhiên bên xanh đang có một phục một cái nước rất hay là xe 7 bình 8. Là pháo bắt xe, nếu như mà pháo ăn pháo thì lập tức là xe đâm chiếu và sẽ bị cục ngay.
Còn nếu như mà xe ăn về thì cũng xe đâm chiếu, rồi pháo đâm chiếu là rất nguy hiểm. 1111 của một xe đi. Rồi vật sang bên mã chiếu tướng là chiếu rút ăn cả con xe. Có thể nói là hình thì rất nguy hiểm. Rõ ràng là bên đỏ vừa mới đi một nước không chính xác. Xem 4 bình 3 tự nhiên lại trở thành một điểm tấn công của đối thủ. Có thể nói là hình cờ này hình dạng là... Đây là bên chúng ta thấy là bên một lần nữa lại Tuấn Anh đã đi sót cái nước bên xanh có đường phạt. Là xe 7 bình 8 pháo bắt xe và con pháo đỏ không thể vật sang được, nếu vật thì sẽ bị đâm chiếu cục. Đường hướng thì nó rất là thiên biến vạn hóa, tôi không dám đào sâu vào những nước đi của danh thủ là Tuấn Anh. Tuy nhiên chúng ta thấy rõ ràng là trong một ván đấu này có một điều thú vị là anh Trường đi cực kỳ nhiều những xe 1 đến 1, xe 1 bình 3, xe 3 tấn 2, xe 3 bình 4, xe 4 rồi tiến xuống rồi chạy ra ăn pháo xong rồi lại chạy lại. Và đây vô hình chung là một điều kiện tạo thuận lợi cho đối thủ có những cái điều chỉnh các cây khác đẹp hơn rất là nhiều. Và ván cờ này có thể nói rằng là đi một cây mạnh quá nhiều nước và vi phạm vào nguyên tắc cơ bản của điều quân ở trong cờ tướng. Và không lạ gì nếu trong hình cờ này anh Trường đang gặp hết sức nguy. Thời gian dành cho bên đỏ đang là gần 8 phút. Vâng, có 7 bình 5. Rõ ràng là anh Vũ Lương Trường vừa mới đi một cái phương chọn một phương án là đơn giản hóa thay vì là đi một phương án hơi. Đây là một ở đây có thể chọn hai phương án như anh Bình sai 7 bình 8 rất hay. Tuy nhiên bên đỏ sẽ có được phản và anh Tường sau khi nhận thấy ưu thế về thời gian, ưu thế về thực lực, vị trí cây lập tức chuyển thắng đấu và chuyển thành tàn chắc thắng. Đây là cái ý đồ chuyển cây của anh Tường. Và tới thời điểm này thì bên xanh đã hơn tốt và hơn tượng và cái khả năng chiến thắng bằng cờ tàn của bên xanh rất lớn. nhiều hơn thôi. Còn tới mã ba tấn bốn bởi vì là cờ nhanh cũng rất khó nói. Không, bây giờ cái đường mã rất nguy hiểm, anh Bình để ý nhá. Mã 4 tấn 6, mã 6 lại tấn 4. Tấn 4 hoặc tấn 8. Những cái đường đi. Vâng, anh Trường quyết định đầu xe. Vâng, đây cũng có thể một nước đi có thể đánh giá là không sáng suốt mấy của bên đó. Trong cái hình cờ mà đã kém rất nhiều đã như này rồi thì cái khả năng phản công lại càng ít đi. Xe 3 bình 1, bắt tượng. Tôi nghĩ đây cũng không phải là một cái nước tích cực lắm trong cái hình thế mà bên xanh đang chuẩn bị nhảy mã liên tiếp. Cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì thời gian dành cho bên đỏ đang rất yếu. Đâm chiếu. Ăn được tượng rồi. Tuy nhiên là trong cái ván cờ này thì xe tốt công thành thì tôi nghĩ là tính cách ăn chỉ. Đây là một nước rất lão luyện của anh Vũ Cường. Ăn xe sang tốt. Vừa mới mở đường cho con xe có thể tiến xung chiếu và vừa giữ còn tốt. Ngăn cho con xe được khi. Lại còn mở đường cho mã nhảy sang tạm nữa. Một cái nước rất là lão luyện. Cho thấy đây những kỳ thủ mà thi đấu lâu năm người ta thường là phát hiện ra cái huyệt của đối thủ. Theo đánh giá của tôi thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là bên mặc dù đang tương đối bằng cây nhau, gọi là tương đối, tuy nhiên bên đỏ chỉ có xe tốt công thành và bên xanh thì có xe mã hai tốt. Mã của bên đỏ thì đang ở vị trí rất xấu. Do vậy mà nếu không có gì thay đổi lớn, tôi cho rằng chiến thắng sẽ thuộc về danh thủ đến từ câu lạc bộ Quang Trung. Tới đây thì có thể nói là hơn 90% phần thắng thuộc về bên xanh rồi. Trừ khi mà anh phạm phải mấy nước đi sơ suất nào đấy mà làm mất cây trực tiếp. Còn nếu không thì cứ đi đều thì bên đỏ vừa kém thời gian vừa kém để cờ như thế này thì sẽ rất khó có cơ hội. Vâng, nói vui một chút là như các bạn hay chơi cờ online ấy, mà sử dụng phần mềm software để thẩm bản đồ đánh giá âm dương thì tôi cho rằng anh Cường đã ưu thế là đến 5 đến 600 điểm. Xe 1 bình 2 trước đi cũng hợp lý nhằm đỡ lâu dài. Bây giờ về đỡ thôi chứ không có phương án công rồi. Bây giờ tốt 3 đi xuống kia là đè đầu do mã không thể lên nổi, rất khó lên. Ở đây bên xanh có hai nữa, phương án 1 là tấn xe chiếu, sau đấy nhảy mã sang 4 để uy hiếp sĩ và dọa nhảy chiếu tiếp. Thứ hai là nhảy mã trước thay vì tấn xe chiếu. Tôi biết là anh Cường sẽ chọn phương án nào. Quá nhiều phương án đánh luôn anh Bình ạ. Thì tôi thấy đây. Kể cả mã bây giờ có chậm rãi thì ăn về tốt đầu.
Đúng là rõ ràng là tình thế đang rất nguy hiểm cho cực kỳ. Anh Cường có thể nhận nhà chọn rất nhiều phương án. Vâng, xe chín tân ba thiếu tướng vệ sĩ bài ngựa đúng như anh Bình đã phân tích, buộc ra xe về kiểu rồi, chắc chắn là bác sĩ rồi. Bây giờ xe về kiểu rồi đã kém, đã vỡ tượng, bây giờ vỡ thêm sĩ. Không lạ gì như anh Cường không ăn được tốt, Cường thì luôn luôn nhìn đầu tàu. Cái nước tiến tốt của Ngạn Tuấn Anh chỉ là đi mang tính cho tình thế để đỡ phải nghĩ về một thời gian thôi, chứ còn con tốt thì chúng không đánh gì cả. Còn mình cũng rất lẻ lo. Liệu anh Cường có tiếp tục cẩn thận lên sĩ không? Vâng, đuổi tốt ra khỏi khu vực đe dọa sĩ. Thật là ngạc nhiên khi kỳ thủ nổi tiếng của lối chơi công sát bất ngờ có những đi cực kỳ cẩn trọng. Tôi không dám nói là sai, không hoàn toàn không sai nơi cờ này, nhưng mà có thể không giống với anh Cường của chúng ta thường ngày. Thực ra đến cái hình cờ cụ thể thì người ta có nhiều cái phương án khác nhau. Đấy, gọi là nhiều biến, và nó sẽ có là biến yếu và biến mạnh. Có thể cái nước vừa rồi không phải là mạnh lắm, nhưng mà cũng là một cái đi chấp nhận được. Đấy, dù sao là cũng vừa đi nhanh hơn thời gian của đối thủ. Cũng không làm xấu hình cờ đi, nó vẫn cứ duy trì như thế thôi. Cái nước đi phải coi là rất yếu khi mà hình cờ bất ngờ bị lật ngược. Nhưng hình cờ này thì không có thay đổi gì cả, cũng không phải là nước bị yếu. Tại xe 45 liên tục trụ trung tâm rất khó. Mã nhảy đến đây thì không biết nhảy đến đâu nữa. Rõ ràng bây giờ con tượng là trở thành điểm yếu rồi đấy. Nên nếu mà tấn công vào tượng, tượng mà chạy thì mất mã. Buộc phải mất tượng. Nếu tấn xe giữ tượng thì vẫn cứ ăn và tiếp tục là ăn xe xung mã. Vấn đề là theo tôi, vấn đề là chúng ta đang chú ý đến là sự chống cự của anh Lại Tuấn Anh được bao nhiêu nước. Để chúng ta thấy và cái ván cờ này sẽ kết thúc sau bao nhiêu nước nữa. Nếu bây giờ ăn mã thì anh Cường tiếp tục ăn mã thì không. Và nhờ chiếu chăng? Nhờ chiếu. Ăn sĩ. Vâng, với cái hình cờ này thì chúng ta có lẽ không nên bàn về chuyên môn sâu nữa, bởi vì sau khi xe ăn xuống thậm chí không thèm ăn mã đối phương thì không thể cản nổi tốt bảy sát tướng.
Thế Nam Tuấn hai. Như vậy là cái hệ thống phòng thủ với quân cuối cùng đã bị ra khỏi bàn cờ. Và tới đây thì quân tướng của Đường Dương đã coi như không còn quân nào bảo vệ cả. Vâng, cái bắt tay hữu nghị của hai kỳ thủ trận vòng 1/16 đầu tiên của trận cờ đất Việt 2015 đã có kết quả. Trận cầu đinh của chúng ta, kỳ thủ đi tiên Lại Tuấn Anh đã thất bại trong một ván thuật pháo cực kỳ sôi động. Và tôi xin được chúc mừng câu lạc bộ Quang Trung của anh Vũ Hữu Cường. Anh Vũ Hữu Cường là đã giành được thành tích tốt trong trận đấu này. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà.